Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thông tin ngày mới sáng thứ năm, ngày 28 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Ngay sau đây là những nội dung nổi bật có trong chương trình thông tin ngày mới hôm nay. Cầu truyền hình khúc tráng ca hòa bình tái hiện và khắc ghi những trang sử hào hùng của dân tộc, tri ân những người đã ngã xuống và hy sinh cho khát vọng hòa bình cháy bỏng của người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Quốc hội. Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Quảng Nam có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thưa quý vị, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2022, tối qua chương trình truyền hình trực tiếp Khúc tráng ca hòa bình thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả cả nước. Đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc được cầu truyền hình trực tiếp tại 6 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Hà Giang, Bình Định và An Giang. Dự xem chương trình tại điểm cầu Quảng Nam có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Khúc tráng ca hòa bình là những câu chuyện, những tiết mục nghệ thuật đặc sắc với ý tưởng nội dung Việt Nam là dân tộc yêu chuộng hòa bình. Từ buổi đầu dựng nước với truyền thuyết thánh gióng, nỏ thần kim quy đến các thời kỳ đấu tranh giành độc lập, khẳng định quyền tự chủ khác. Chương trình khắc họa hình ảnh một dân tộc chuộng hòa bình, nhưng xuyên suốt thế kỷ 20 lại có 2/3 thời gian gắn với những cuộc chiến của những người con đất Việt, sống, hy sinh để bảo vệ nền hòa bình dân tộc. Các tiết mục nghệ thuật nhằm tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì quê hương đất nước. Nội dung các chương trình nghệ thuật gồm 3 chương. Chương 1, những dấu chân hòa bình, khắc họa hình ảnh dân tộc Việt Nam từ bao đời nay, mỗi khi tổ quốc lâm nguy hay nền hòa bình bị đe dọa thì lớp lớp thế hệ lại sẵn sàng lên đường chiến đấu. Chương 2, bài ca không quên, đề cao sự cống hiến hết mình, không ngại gian khổ, hy sinh, tri ân tưởng nhớ những người đã ngã xuống. Chương 3, mang tên khát vọng hòa bình, kêu gọi các thế hệ chung tay giữ gìn, bảo vệ hòa bình, khơi dậy động lực cống hiến hy sinh vì một Việt Nam phát triển phồn vinh, như tinh thần đã được khẳng định tại Đại hội 13 của Đảng, mở ra những cơ hội lớn sánh vai với các cường quốc Nam châu như lời Bác Hồ từng căn dặn. Trước đó, trong sáng qua, đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, các nghị quyết chuyên đề của Quốc hội. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham dự buổi làm việc. Báo cáo tại buổi làm việc về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22 và tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết, Tỉnh ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 22 của Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết chỉ thị kết luận của Trung ương của tỉnh. Với sự sâu sát, quyết liệt và đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã khơi dậy mạnh mẽ ý chí quyết tâm, quyết liệt, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phát triển trong các cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, tạo động lực khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2021, kinh tế xã hội bắt đầu có bước phục hồi, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,04%, tổng sản phẩm GDP trên địa bàn đạt 122.000 tỷ đồng, an sinh xã hội, phúc lợi được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên. Tỉnh đã tổ chức thành công các hoạt động và lễ kỷ niệm 550 năm dân sinh Quảng Nam để lại nhiều dáng tốt đẹp. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19,
tốc độ tăng trưởng kinh tế là tăng 12,8 lần. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 22%, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2 tỷ 390 triệu đô la, tăng 26,5% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch dần phục hồi và khởi sắc trở lại. Quảng Nam đang cai năm du lịch quốc gia, khách du lịch đến Quảng Nam tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 18.681 tỷ đồng, bằng 78,8% theo dự toán, tăng 43,6% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa hơn 13.600 tỷ đồng, bằng 71,6% dự toán, tăng 30,5%. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 5.081 tỷ đồng, đạt 108% so với dự toán năm. Về công tác phòng chống dịch COVID-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội theo nghị quyết của Chính phủ, tích cực quy động nguồn lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch, số tiền của tổ chức và cá nhân để hỗ trợ công tác phòng chống dịch là trên 35 tỷ đồng. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân đã tiêm được 3.341.303 mũi, đạt 91,5% so với số vaccine đã nhận. Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Nam kiến nghị đến Quốc hội 7 vấn đề lớn, gồm Quốc hội quan tâm ủng hộ cơ chế chính sách để tỉnh Quảng Nam phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương xây dựng triển khai thực hiện các đề án dự án. Đề án xã hội hóa đầu tư khai thác cảng hàng không Chu Lai gắn với khu phi thuế quan Tam Quan, khu phức hợp giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc tế và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến dự án làng đại học thuộc Đại học Đà Nẵng. Đề nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp các tuyến quốc lộ 14B, 14G, 14D và một số tuyến đường quốc lộ khác qua địa phận Quảng Nam. Quốc hội cho chủ trương thực hiện sáp nhập một số đơn vị cấp huyện liên vùng với thành phố Tam Kỳ để xây dựng đô thị Tam Kỳ đảm bảo tiêu chí đô thị loại 1 theo quy định. Điều chỉnh tỷ lệ nguồn vượt thu của địa phương theo hướng trích 50% cho công tác cải cách tiền lương, 50% cho công tác đầu tư phát triển của địa phương. Có cơ chế xét tuyển hoặc thi tuyển riêng dành cho cán bộ là người dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ ổn định lâu dài cho khu vực miền núi. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đạt được trong thời gian qua. Đề nghị tỉnh Quảng Nam tiếp tục quan tâm, đánh giá kỹ lưỡng, bối cảnh, tình hình, các nguyên nhân khách quan, chủ quan, từ đó có các giải pháp kịp thời và phù hợp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững hơn nữa. Thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, rồi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và công chí trong đoàn công tác, thì chúng tôi đánh giá rất là cao, nhiệt liệt biểu dương và hoan nghênh những thành tích của các ông chí. Trong báo cáo thì các ông chí cũng đã nêu, chúng tôi cũng đồng tình với những cái nhận định rất là thẳng thắn và rất là cầu thị của tỉnh. Đoàn công tác và cá nhân tôi thấy là chúng ta cần phải tiếp tục rà soát lại cái chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 22, các nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ, để liên tục cập nhật, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức quyết liệt trong cái tổ chức triển khai thực hiện. Rồi cần phải có xây dựng những cái phương án, những cái kịch bản vừa tổng thể vừa chi tiết cho từng ngành và lĩnh vực để chúng ta bù vào những cái gì mà chúng ta đã bị làm chậm lại do cái tác động của đại dịch vừa qua, từ công nghiệp cho đến nông nghiệp cho đến dịch vụ du lịch. Và tôi rất là mong muốn là Quảng Nam là một trong những hình mẫu phát triển du lịch và cũng là một trong những cái tỉnh hình mẫu trong cái việc mà phục hồi về cái ngành du lịch sau đại dịch. Thì chúng ta có tiềm năng lớn, rất là mong công chí, kể cả hạ tầng về du lịch, hạ tầng cứng, hạ tầng mềm, rồi môi trường về du lịch, doanh nghiệp du lịch và sản phẩm du lịch phải có những cái bứt phá. Cái vấn đề lớn nhất thứ hai là vấn đề về quy hoạch. Thì Quốc hội đã ban hành cái nghị quyết về giám sát tối cao đối với cái lĩnh vực này. Thì chúng tôi đề nghị tỉnh, các ông chí bám sát nghị quyết Quốc hội và hướng dẫn của Chính phủ. Trong quý 4 này phải sống chết nó phải xong được cái quy hoạch tỉnh.
Thì trong cái vấn đề quy hoạch thì chúng tôi đề nghị các ông chí lưu ý mấy vấn đề cần phải thể hiện cả tư duy, cả tầm nhìn, cả đột phá phát triển trong cái quy hoạch này để mà định hướng cho tương lai. Và phải đặt trong cái khung khổ của vùng mà chúng ta đang tổng kết nghị quyết 39 này. Trong cái quy hoạch này rất chú ý đến cái hành lang kinh tế Đông Tây, như tôi rất cũng đồng tình với ý kiến của ông chị. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị thời gian tới Quảng Nam tiếp tục tập trung phát triển dịch vụ, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, trong đó chú trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, phát triển du lịch theo hướng hiện đại gắn với bảo tồn, phát triển di tích di sản, nhất là đối với các di sản văn hóa thế giới, phát triển công nghiệp theo chiều sâu, tăng tỷ lệ các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng các khu cụm liên kết ngành tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, chuyển đổi phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, an toàn, hiệu quả, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến công nghệ cao. Chú trọng và đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đầu tư phát triển vùng ven biển trở thành chủ đô thị, trung tâm dịch vụ, du lịch, công nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn để Quảng Nam phát huy tốt hơn nữa các thế mạnh từ biển gắn với củng cố quốc phòng an ninh, tiếp tục đẩy mạnh cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Văn phòng Quốc hội tổng hợp các đề xuất kiến nghị gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu xem xét giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật trên nguyên tắc tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian tới. Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thaco Chu Lai. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham dự buổi làm việc. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thaco Chu Lai Trần Bá Dương cho biết, Thaco là tập đoàn công nghiệp đa ngành bao gồm ô tô, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, giao nhận vận chuyển, thương mại dịch vụ và đầu tư xây dựng, có tính bổ trợ, tính tích hợp cao. Bình quân hàng năm Thaco nộp ngân sách hơn 20.000 tỷ đồng, trong đó tại Quảng Nam là hơn 15.000 tỷ đồng. Kết quả 6 tháng đầu năm 2022, Thaco đã nộp gần 18.000 tỷ đồng, trong đó tại Quảng Nam là 14.700 tỷ đồng. Dự kiến cả năm 2022 nộp trên 38.500 tỷ đồng, trong đó tại Quảng Nam khoảng 30.700 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Thaco sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình hệ sinh thái Thaco Chu Lai tại một số tỉnh thành khác với việc tích hợp một số ngành nghề sản xuất kinh doanh của Thaco đang có một cách phù hợp. Thaco đã đóng góp gần 2.290 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội và từ thiện. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, Thaco đã tập trung nghiên cứu phát triển và sản xuất kịp thời các sản phẩm xe y tế phục vụ phòng chống dịch. Thaco đã tài trợ hàng chục xe cứu thương, xe vận chuyển vaccine, xe tiêm chủng lưu động, gần 5 triệu bộ kit test nhanh COVID-19 và các trang vật tư y tế với tổng giá trị hơn 1.100 tỷ đồng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành tựu của Thaco Chu Lai, mong muốn tập đoàn tiếp tục phát triển bền vững, trở thành doanh nghiệp hàng đầu của khu vực. Thaco Chu Lai ngày càng nâng cao năng lực quản trị theo các tiêu chuẩn quốc tế, gia tăng quảng bá thương hiệu quốc gia và tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội. Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã trao tặng nhiều suất quà cho công nhân là thương binh, thân nhân người có công đang làm việc tại Thaco Chu Lai. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2022, chiều qua tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt đại biểu người có công cách mạng tiêu biểu, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác của Trung ương tham dự buổi lễ. Về phía tỉnh Quảng Nam, các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, và Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng 75 đại biểu đại diện các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tiêu biểu tỉnh Quảng Nam tham dự lễ. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ, Quảng Nam là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, trung dũng, kiên cường, cũng là địa phương có nhiều mẹ Việt Nam anh hùng nhất trong toàn quốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người con của mảnh đất Quảng Nam đã anh dũng hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tỉnh Quảng Nam có 65.477 liệt sĩ, 30.782 thương bệnh binh,
trên 45.500 người có công giúp đỡ cách mạng và khoảng 11.800 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Toàn tỉnh có 15.332 bà mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Thời gian qua, Đảng bộ chính quyền tỉnh Quảng Nam luôn xác định công tác thương binh, liệt sĩ, người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên và chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần đối với người có công. Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng 75 suất quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, lãnh đạo các bộ ngành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Việt Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cùng các đồng chí trong ban thường vụ Tỉnh ủy. Các lực lượng vũ trang đã đến dâng hương dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng. Tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo các bộ ngành, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm đi tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ đồng bào chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nơi đây có bia ghi danh của 65.400 liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Tại tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng, đoàn lãnh đạo trung ương và địa phương đã kính cẩn dâng hoa dâng hương trước tượng đài để tôn vinh và tri ân công lao to lớn của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng được lấy nguyên mẫu từ bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, quê huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Người có 9 người con, 2 người cháu là liệt sĩ. Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng là biểu tượng của các bà mẹ huyền thoại, biểu tượng của lòng yêu nước, đức hy sinh to lớn của người phụ nữ Việt Nam. Chiều qua, đoàn công tác của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm tặng quà tri ân bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Cùng đi với đoàn có các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đến thăm gia đình cựu chiến binh Nguyễn Hữu Giả là thương binh 1/4 ở phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ân cần thăm hỏi sức khỏe và cho biết, tiếp nối truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, suốt 75 năm qua, Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn ghi nhớ, trân trọng, biết ơn, coi việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công là vinh dự, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của mọi người dân, của thế hệ hôm nay và mai sau. Chủ tịch Quốc hội mong muốn tình cảm đó sẽ góp phần chia sẻ, làm ấm lòng các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với đất nước. Đến thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ấm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh lớn lao của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, không ngừng tập trung huy động mọi nguồn lực để chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người có công và thân nhân người có công, gia đình thương binh liệt sĩ. Đồng chí Vương Đình Huệ chúc mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe để luôn là những tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo. Sáng qua, đoàn công tác Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đã đến thăm tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng điều dưỡng người có công Quảng Nam tại phường Thanh Hà, thành phố Hội An. Nói chuyện với cán bộ nhân viên và những người có công đang chăm sóc điều trị tại Trung tâm nuôi dưỡng điều dưỡng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, những ngày này người dân cả nước hướng về các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách bằng những hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm của người dân Việt Nam đối với những hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách vì nền độc lập dân tộc, thống nhất quê hương, mang lại hòa bình tự do cho dân tộc Việt Nam. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục truyền lửa là tấm gương anh hùng để thế hệ trẻ hôm nay noi theo, người trẻ cống hiến sức lực trí tuệ xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tặng quà của Đảng, Nhà nước cho trung tâm và những thương bệnh binh, đối tượng chính sách đang được chăm sóc lưu trú tại trung tâm. Hiện nay, Trung tâm Điều dưỡng, Nuôi dưỡng Người có công tỉnh Quảng Nam đang chăm sóc nuôi dưỡng thường xuyên 55 người có công của tỉnh. Hàng năm, Trung tâm còn tổ chức đón chăm sóc điều dưỡng cho gần 20 đoàn điều dưỡng với khoảng 1.800 lượt người có công trong cả nước về nghỉ dưỡng điều trị phục hồi sức khỏe tại đây. Chiều cùng ngày, tại thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm và dâng hương tại khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Cùng đi với đoàn có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân. Trong không khí trang nghiêm, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thành kính dâng hương tưởng niệm và tri ân công ơn to lớn của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công gắn liền với sự nghiệp cách mạng, những sự kiện lịch sử quan trọng, những chiến công vĩ đại của đất nước ta. Sau lễ dâng hương, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đi thăm nhà trưng bày các tư liệu hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Ông được đánh giá là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là tấm gương mẫu mực, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, được đồng bào quý mến, tin cậy, là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ học tập noi theo. Với những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Chiều qua, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến thăm hai gia đình chính sách tiêu biểu tại thị xã Điện Bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang tham gia cùng đoàn. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến thăm tặng quà gia đình bà Phan Thị Hưu, mẹ Việt Nam anh hùng hơn 100 tuổi ở khối 3 thị trấn Vĩnh Điện và gia đình bà Nguyễn Thị Tý hơn 90 tuổi là vợ liệt sĩ, người có công với cách mạng, hiện đang ở tại thôn Thanh Quyết 3, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cảm ơn những công hiến, những hy sinh thầm lặng của mẹ Hưu và bà Tý trong chiến tranh vệ quốc và đóng góp công sức xây dựng quê hương sau ngày hòa bình, là tấm gương để thế hệ trẻ hôm nay noi theo. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cũng nhắc đến những chiến công, sự khắc nghiệt của chiến tranh trên mảnh đất Quảng Nam anh hùng, vùng đất Điện Bàn là một trong những địa phương đã chịu nhiều hy sinh mất mát trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại. Hàng nghìn người con Điện Bàn đã hy sinh xương máu, mang lại hòa bình, độc lập và tự do cho dân tộc. Chiều cùng ngày, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Trần Thần, nguyên Ủy viên Khu ủy Khu 5, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Đặc khu ủy Quảng Trà, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà nước. Dự lễ truy tặng có Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn cùng thân nhân gia đình đồng chí Trần Thần. Đồng chí Trần Thần, tên thật là Trần Cát, sinh ngày 12 tháng 5 năm 1927 tại làng Bàn Thạch, Tổng An Lạp, Phủ Duy Xuyên, nay thuộc xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đồng chí đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng của tỉnh Quảng Nam và lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tháng 10 năm 1975, tỉnh Quảng Nam và đặc khu Quảng Đà sáp nhập thành tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Đồng chí Trần Thận được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Sau ngày thống nhất đất nước, Quảng Nam Đà Nẵng đối mặt với muôn vàn khó khăn do hậu quả chiến tranh để lại. Nhưng đồng chí Trần Thận bằng những sáng kiến táo bạo, đóng góp công sức trí tuệ cùng tỉnh ủy nhanh chóng khôi phục sản xuất, tăng cường xây dựng đảng, đưa địa phương vượt qua khó khăn, phát triển đi lên. Tháng 1 năm 1980, đồng chí Trần Thận được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động về công tác tại Ủy ban Thanh tra Nhà nước, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra. Việc truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là phần thưởng xứng đáng cho người chiến sĩ cách mạng đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam Đà Nẵng. Mời quý vị cùng đến với một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, tập đoàn đa quốc gia Unigels của Brazil hôm qua đã khởi công xây dựng một nhà máy sản xuất hydro xanh lớn nhất thế giới với vốn đầu tư ban đầu 120 triệu đô la Mỹ. Đây sẽ là nhà máy sản xuất hydro xanh quy mô công nghiệp đầu tiên tại Mỹ Latin và được kỳ vọng sẽ đưa Brazil trở thành nhà cung cấp năng lượng sạch toàn cầu. Nhà máy sản xuất hydro xanh được đặt tại thành phố Camaragi ở đông bắc Brazil.
Nhà máy sẽ được lắp đặt 3 máy phát điện tiêu chuẩn với tổng công suất 60 MW với tách hydro đa phân tử khỏi nước. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm sau với sản lượng giai đoạn đầu vào khoảng 10.000 tấn hydro xanh và 60.000 tấn ammonia xanh. Các mức sản lượng này sẽ được nâng lên gấp 4 lần vào đầu năm 2025, đưa nhà máy trở thành cơ sở sản xuất hydro xanh lớn nhất thế giới. Hôm qua tại Philippines, trận động đất có độ lớn 7,3 đã gây hư hại một bệnh viện và nhiều tòa nhà ở tỉnh Obra thuộc miền Bắc, tuy nhiên hiện chưa có thông tin về thương vong. Các quan chức Philippines cho biết một bệnh viện ở tỉnh Apsa đã phải sơ tán sau khi một phần tòa nhà bị sập sau trận động đất. Một số tòa nhà khác cũng bị hư hại. Hiện khu vực thị trấn Lagasilan thuộc tỉnh Apsa đã phải tạm ngừng cung cấp điện. Giới chức Philippines khẳng định đang theo dõi sát sao tỉnh Apsa và các vùng lân cận bởi trận động đất sáng qua rất mạnh và có thể sẽ có các dư chấn. Trong khi đó, ở thủ đô Manila, cách tâm chấn động đất khoảng 300 km, nhiều tòa nhà cao tầng cũng cảm nhận rung lắc dữ dội. Tòa nhà Thượng viện tại thủ đô đã phải sơ tán. Hôm qua, cơ quan chống độc quyền Liên bang Nga đã quyết định phạt Google 2 tỷ rúp, tương đương hơn 33 triệu đô la Mỹ, vì lạm dụng chức năng khóa tài khoản người dùng của YouTube. Theo nhà chức trách Nga, những quy tắc liên quan đến việc thiết lập, tạm ngừng, khóa tài khoản và sử dụng nội dung của người dùng trên YouTube là không rõ ràng, thành kiến và khó lường. Bên cạnh đó, chính sách của Google đã dẫn đến việc khóa và xóa tài khoản người dùng đột ngột mà không đưa ra cảnh báo hay lời giải thích cho hành động này, xâm phạm lợi ích người dùng và hạn chế khả năng cạnh tranh trên thị trường liên quan. Theo quy định, Google sẽ phải đóng khoản tiền phạt nêu trên trong vòng 2 tháng sau khi thông cáo báo chí của nhà chức trách Nga. Thời gian gần đây, Google liên tiếp vướng vào nhiều rắc rối pháp lý tại Nga liên quan đến dữ liệu người dùng và tin giả. Riêng trong tháng 6, các cơ quan quản lý của Nga đã 2 lần phạt Google. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 58 đến 95%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm từ 58 đến 93%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 58 đến 93%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, độ ẩm từ 58 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Brau mây thay đổi, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%, gió nhẹ. Chương trình thông tin ngày mới đến đây đã kết thúc. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn có thể theo dõi chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qrt.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.